sẽ giới thiệu tới các bạn bộ sản phẩm máy đo huyết áp bắt tay CH456 của Citizen. Đây là sản phẩm mới nhất của Citizen Nhật Bản với tích hợp bộ đổi nguồn adapter và giải cảnh báo huyết áp cao. Bộ sản phẩm bao gồm máy đo huyết áp, vòng vít, pin, bộ đổi nguồn adapter, hai quyển hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt và một phiếu bảo hành chính hãng của Maxcare với thời hạn là 36 tháng. Như các bạn có thể thấy, sản phẩm có vỏ hộp rất sang trọng và tinh tế, phù hợp với cả hai mục đích sử dụng và mang đi làm quà tặng. Phía mặt sau hộp có hướng dẫn sử dụng bằng hình ảnh rất là chi tiết. Máy đo huyết áp CH456 với thiết kế vững và chắc chắn, màn hình hiển thị lớn rõ ràng cả 3 chỉ số, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp tim. Bên phải của máy là giải cảnh báo huyết áp cao, bao gồm các mức độ, vạch màu xám thể hiện huyết áp tối ưu, vạch màu vàng cảnh báo cấp độ 1, cảnh báo cấp độ 2 và cảnh báo cấp độ 3. Ngoài ra, CH456 có ưu điểm nổi trội hơn so với các sản phẩm khác, máy có bộ lưu trữ 90 kết quả đo, tự động đọc kết quả trung bình 3 lần đo cuối, cảnh báo cơ thể chuyển động khi đang đo và cảnh báo nhịp tim không đồng đều. Ngăn đựng vòng vít gọn và thuận tiện cho người sử dụng, mặt dưới sản phẩm là khay đựng pin và tem ghi mã sản phẩm. Bên phải là ổ cắm vòng vít và bên trái là ổ cắm adapter trong trường hợp bạn không muốn sử dụng pin. Trước khi đo huyết áp, chúng ta cần lưu ý luôn đo huyết áp ở trạng thái yên tĩnh và thư giãn. Đo huyết áp vào thời gian cố định trong ngày, tư thế ngồi, tay để ngang với mặt bàn sao cho bắp tay ngang với tim. Để tiến hành đo huyết áp, chúng ta cần phải lắp pin vào máy. Sau đó, chúng ta sẽ phải gắn vòng vít vào thân máy, đeo vòng vít vào bắp tay sao cho mép dưới của vòng vít. Ở đây có một cái vạch màu xanh, các bạn phải chỉnh sao cho cái vạch màu xanh này phải song song với cổ tay. Quấn vòng vít không quá chặt và vạch màu xanh này phải cách khuỷu tay từ 1 đến 2 cm. Để kiểm tra xem vòng vít có chặt hay không, các bạn cho hai ngón tay vào để kiểm tra độ vừa. Tiến hành đo, các bạn chỉ cần ấn một thao tác vào nút start và không cần phải thao tác gì thêm. Trong quá trình đo, tay phải để ngửa, không được nói chuyện trong khi đo. Như các bạn có thể thấy, đây là hiển thị chỉ số huyết áp của tôi. Huyết áp tâm thu 102, huyết áp tâm trương 61 và nhịp tim là 68. Ở đây thì có vạch chỉ là trong chỉ số cho phép là huyết áp tối ưu. Và ngoài ra thì sản phẩm có chế độ cảnh báo chuyển động khi đang đo. Như các bạn thấy ở đây tôi có một lần đo chuyển động, có cái hiển thị cái biểu tượng này. Và khi mà các bạn nhìn thấy cái hình ảnh hiển thị như thế này thì tức là các bạn đã chuyển động khi mà đang thao tác chế độ đo huyết áp. Và khi mà xuất hiện cái cảnh báo này thì bạn cần phải thao tác lại để có một kết quả đo chính xác nhất. Để đảm bảo việc theo dõi sức khỏe, các bạn nên đo huyết áp đều đặn và so sánh kết quả lần đo trước với kết quả lần đo sau theo bộ nhớ trên máy để có thể theo dõi và biết được tình hình sức khỏe của mình. Chúc các bạn có một sức khỏe tốt!